Sau đó mình phải dán cong như thế này nè. Chào mừng các em đến với kênh Mắt To và Mắt Nhỏ. Chị Mắt To thân mến chào các em. Hôm nay chị Mắt To sẽ hướng dẫn các em làm diều và mình cùng thả diều nào. Bắt đầu. Đầu tiên thì mình cần phải có một cái bao ni lông như thế này mà nó là hình vuông nha. Chị đã cắt sẵn rồi. Đây. Chị đã cắt sẵn rồi. Sau đó tiếp theo mình cần có hai cái cây. Một cái cây dài và một cái cây ngắn. Cây ngắn á, thì mình cần cái cây mỏng thôi. Còn cây dài nè thì nó hơi cứng hơn một chút. À, chị nói nhầm rồi, cây ngắn thì nó cứng hơn một chút. Còn cây dài á, thì nó mỏng để mình bẻ. Thì cây dài thì mình sẽ để như thế này. Cây mỏng thì mình sẽ để hướng như thế này. Đó. Rồi. Sau đó mình sẽ cần băng keo, kéo và những cái bao. Bao này mình để mình làm cái đuôi nha. Rồi bây giờ các em sẽ dán hai đầu, đầu bên này và đầu bên này. Em cần phải dán bên này nữa. Sau đó mình phải dán cong như thế này nè. Rồi, chị nhờ chị bắt nhỏ để bên đó. Chị sẽ dán bên này. Và sau đó chị sẽ dán bên cạnh bên này. Bây giờ chị nghĩ là chị cần phải dán những cái chỗ này cho nó chắc lại, không thì khi mà nó bay thì nó sẽ bung băng keo lên. Bây giờ thì chị sẽ dán ở ngay chỗ này nữa. Còn hai miếng băng keo. Đã hoàn thành cái sườn rồi, bây giờ mình sẽ làm hai cái đuôi, ba cái đuôi luôn. Một cái đuôi bên này, đuôi bên này và đuôi bên đó nha. Mình sẽ dùng kéo và mình cắt những cái bao ni lông như thế này. Thank you.
sẽ cắt cái sợi cước nó như thế này, chị cắt dài hơn, dài hơn cái cây này luôn, dài hơn khoảng một gang tay. Và bây giờ chị đâm ở đây một lỗ, chị cột nó. Bây giờ chị sẽ thả diều thôi. Mặc dù ở đây không có gió cho lắm nhưng mà chị sẽ cố gắng để cho diều nó bay lên, coi thử nó sẽ bay đến mức nào nha. Thế hình như là cũng gió nhẹ thôi, chứ lúc nãy làm diều thì gió mạnh nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ chị sẽ chạy với diều. Làm cho hai con chó nha, nó chạy ra nó sủa luôn rồi kìa. Đây đây, chị sẽ câu cái con diều của chị lên cho các em xem. Đây đây, tại sao thành ra như thế này các em nhìn cũng biết là tại sao rồi đúng không? Tại vì lúc nãy á, chị dán không có chắc nên chị nghĩ là chị phải lấy dây thun cột cái này nè, cột cái đầu này nè cho nó chắc. Với lại chị cũng cần phải có dây thun cột cái đầu này nữa để cho nó không có bị bung. Sau khi mà chị lấy diều lên bị rách thì chị đã sửa lại. Chị lấy, thay vì chị lấy băng keo chị dán á, thì chị lấy cái sợi dây sợi lông nè, chị kéo nó ra. Đây, kéo nó ra như thế này. Là chị cột vào. Đây, chị đã cột lại. Cái này chị cũng đã cột mà còn ít băng keo không sao. Nó như vậy nó sẽ đỡ bung hơn. Cái chỗ này để chị coi thử. Thế là chị cũng cần phải cột một miếng ngay chỗ này nè. Dù nó hơi nhíu nhưng mà nó vẫn bay không sao hết á. Nhưng mà cho nó chắc lên đó rồi nó bung rồi đó. Rồi bây giờ chị sẽ giơ lên cho các em coi cái diều mà chị đã sửa xong. Cái gì nó lên lại đây nè.
thiếu gió nên nó sẽ không có lên cao được. Nhưng mà chị thấy là tốt rồi, chị phải hạ nó xuống thôi, khi nào có gió thì chị sẽ quay tiếp. Rồi, bây giờ thì chị chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em. Chúc các em làm gì thành công nha, rất là đơn giản đúng không? Bye bye. À, chị quên một điều, thả diều mệt quá chị quên luôn, là các em nhớ đăng ký kênh của chị nhé.